Xin chào cả nhà, mình là người rất là yêu guitar và mình cũng đã mò bẫm học trên mạng. Hy vọng sau một thời gian mình chơi được thì mình sẽ show cho các bạn xem nha. Rồi, hôm nay thì mình cũng muốn trao đổi thêm với các bạn về việc làm thế nào mà chúng ta làm quen với các bạn trên mạng để mà không có bị gặp phải lừa đảo. Thì hy vọng là các bạn đã xem video trước của mình. Hôm nay bên ngoài trời bây giờ vẫn còn mưa vô, cho nên là mình có cảm hứng mình nói tiếp về cái việc mà các bạn muốn làm quen với bạn trai trên mạng như thế nào. Thì làm sao để chúng ta mau chóng gặp được cái người đàng hoàng. Đầu tiên các bạn bao giờ các bạn cũng muốn tạo một cái profile trên cái trang làm quen. Có những cái trang làm quen ở nước ngoài các bạn phải đóng tiền. Mình nghĩ cái việc đó là bình thường, vì cái việc các bạn xác định một điều rằng khi đến Mỹ thì chúng ta đang đầu tư cho hôn nhân để đến Mỹ. Và chúng ta là lấy thật, chứ chúng ta cũng không phải là làm giả gì cả. Nhưng lấy thật thì chúng ta cũng phải cân nhắc để chọn lựa được cái phù hợp. Khi mà các bạn đăng một hình ảnh này và đăng thông tin trên profile, các bạn có con, các bạn cứ đi là các bạn có con không sao cả. Để vì thực ra khi trên mạng họ tìm hiểu, họ đọc cái profile của mình, họ thích phù hợp, họ làm quen với mình, thì rõ ràng họ đã chấp nhận được chuyện đấy. Chứ chúng ta không cần phải, chúng ta nói độc thân rồi khi sau đó làm quen lại lòi thêm một đứa bé nữa thì nó sẽ mất thời gian cho cả hai. Và các bạn nên nhớ là ở xứ Mỹ này, cái việc làm quen trên mạng là một việc rất bình thường, nên các bạn không có lấy cái đó làm một cái gì phải xấu hổ nha. Thì trên profile các bạn để hình ảnh và để thông tin của các bạn, và đồng thời các bạn cũng vẫn có thể chủ động vào các bạn xem những cái đối tượng khác. Thì trong trên đó, người nào người ta cũng có một cái profile và người ta sẽ nói rất là kỹ về cái hoàn cảnh của người ta, cả cái mức thu nhập, cả cái công việc. Thì bây giờ khi mà thường là mình thì cách của làm của mình là mình không có chủ động làm quen với ai hết đó. Mình cứ để đó, không tự dưng có người vô, người ta chạy người ta nói vô viết mail cho mình à. Và mình cứ như mình cứ thả cái không thả 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 thính trên đó, xong bắt đầu là mình chờ cá đớp mồi, ví dụ thế. Thì các anh sẽ làm quen với các bạn, các anh sẽ thấy các bạn phù hợp, các bạn sẽ làm quen. Thì nhiên trong các người làm quen đấy, đương nhiên cũng sẽ có người lừa đảo. Nhưng các bạn sẽ nhận dạng ra lừa đảo như thế nào? Đầu tiên, để cho các bạn hiểu là những cái khách lừa đảo trên mạng này, các bạn hãy lên Google, các bạn đọc kỹ những trường hợp bị lừa đảo trên mạng qua làm quen trên mạng, để các bạn thận trọng, để các bạn dễ nhận dạng ra khi mà một người nào đó làm quen với các bạn, thì các bạn sẽ dễ nhận dạng được đối tượng này là gần giống như thế. Thì đương nhiên có khi chúng ta phải mất thời gian nói chuyện với nhau chúng ta mới phát hiện ra, thì cái việc đó là bình thường thôi. Thì khi mà chúng ta nói chuyện được với nhau trên mạng rồi, viết mail qua lại với nhau, thì khi mà các bạn đã nhận định rằng anh này là tạm ổn, là chắc không phải lừa đâu, thì chúng ta mạnh dạn làm quen. Rồi thường thì khi mà nói chuyện một thời gian, người ta sẽ trao đổi cái số phone để người ta nói chuyện online qua Viber, qua Zalo, qua WhatsApp, qua WeChat. Thế mình biết là Viber và Zalo là ở nước Mỹ người ta không có xài, nhưng mà người ta vẫn có những cái online khác để xài. Thì sau đó thì các bạn sẽ nói chuyện nhiều hơn. Khi mà nói chuyện nhiều hơn mà khi mà đã phù hợp là chắc chắn là người bạn trai đó sẽ về Việt Nam thăm bạn, và sau đó thì sẽ mời bạn đi du lịch. Thì cái việc mình cũng mong muốn là các bạn gái phải trang bị cho mình cái kiến thức nhìn nhận vấn đề, quan sát vấn đề bằng trí tuệ nha. Các bạn đừng sống vì cảm xúc. Cảm xúc là kẻ thù của thành công, các bạn nên nhớ. Cho nên tại sao những cái lúc chúng ta trẻ, chúng ta yêu đương như thế, mà bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta nhìn lại, chúng ta nói là sao chúng ta có thể, sao hồi đó chúng ta ngu thế, đúng không? Rất là nhiều bạn sẽ nói như vậy. Và thậm chí khi các bạn bước vào cuộc hôn nhân cũng là bằng cảm xúc. Cho nên khi mà lấy nhau rồi, các bạn một thời gian các bạn sẽ nói không ngờ. Đó là đương nhiên thôi, tại vì lúc đó chúng ta đang sống vì cảm xúc. Chúng ta đang sống vì cảm xúc. Cho nên cảm xúc là kẻ thù của thành công, các bạn nhớ nhé. Chúng ta phải có lý trí kiểm soát. Cảm xúc nó sẽ là như thế này. Khi chúng ta gặp một người đàn ông, cảm giác thích người đó, đó là cảm xúc. Cảm thấy con tim rung động, đó là cảm xúc. Nhưng khi đến muốn lâu dài với nhau thì chúng ta phải để cho lý trí nó kiểm soát lại. Lý trí nó ẩn bên trong người chúng ta che giấu nó bằng cái sự tinh tế của người phụ nữ. Người phụ nữ tinh tế là các bạn phải học. Mình thì cũng chẳng hơn gì các bạn đâu. Mình cũng lúc trước mình cũng là một người ngông cuồng, cũng là một người nói chung là gọi là cái gì, nông cạn à, cũng có thể. Nhưng mà tuổi trẻ thì ai cũng sai lầm cả. Nhưng sau đó về cái dần dần khi mà mình lớn hơn thì mình nhìn cuộc đời nó khác đi, và dần mình thay đổi cái tư duy của mình. Và khi mình thay đổi thì mình thấy đúng là đời thay đổi khi ta thay đổi. Nên các bạn có mạnh dạn thì bao giờ cũng vậy.
khi mà người bạn trai về, các bạn muốn xem cái người đó cách xài tiền, nhìn vào cách xài tiền của họ là các bạn biết họ là người như thế nào. Cho nên các bạn đừng là cô gái vật chất, đừng thể hiện là một cô gái vật chất nhé. Các bạn đừng thể hiện là cô gái vật chất, các bạn phải thể hiện là các bạn là một người phụ nữ độc lập, tự lập. Và chúng ta độc lập cho nên chúng ta dễ dàng tìm kiếm hạnh phúc của mình. Chúng ta độc lập cho nên chúng ta chỉ đến với người đàn ông đó vì chúng ta cảm thấy yêu thương người đàn ông đó, chứ không phải chúng ta đến vì người đàn ông đó có tiền, vì người đàn ông đó bảo bọc được cho chúng ta. Chúng ta phải thể hiện được như vậy. Mặc dù bên trong con người của chúng ta, nói chung là cái phần con của chúng ta vẫn luôn mong muốn có tiền. Cái đó là cái tự nhiên của con người thôi. Nhưng mà có điều đối với một người tinh tế thì họ che đi, họ che đi và làm cho cái người phụ nữ họ trở nên nó, cái người đàn ông cảm thấy ở bên cạnh những người phụ nữ như vậy họ không cảm thấy áp lực, vì mình không phải là cô gái vật chất. Mình vẫn trao chuốt về bên ngoài, nhưng đồng thời mình vẫn trao chuốt ở bên trong tâm hồn của mình, trao chuốt nhiều kỹ năng của mình. Mình trao chuốt nhiều kỹ năng của mình là để gì? Để mình phục vụ chính mình. Và đó là một cái, và mình cũng mong muốn để mình dễ dàng tìm kiếm một người đàn ông tốt. Một người đàn ông tốt họ cũng muốn tìm kiếm một người phụ nữ tốt. Cho nên nếu chúng ta chưa tốt, làm sao chúng ta tìm được người tốt? Các bạn hình dung không? Đấy. Cho nên đầu tiên là mình nên một lúc nào đó phụ nữ chúng ta nên nhìn lại xem chúng ta có ưu điểm gì, có khuyết điểm gì. Nếu như là khuyết điểm thì mình khắc phục, nếu là ưu điểm thì mình phát huy. Cái gì chưa tốt thì ta khắc phục. Cái ngày hôm nay chúng ta đừng bao giờ so sánh với bất cứ ai. Nếu như chúng ta so sánh với bất cứ ai là chúng ta không bao giờ biết hạnh phúc là gì cả. Chúng ta so sánh cho chính chúng ta thôi. Ngày hôm nay chúng ta hơn ngày mai, hơn ngày hôm qua là chúng ta đã hạnh phúc rồi. Đó, so sánh chính cái thời gian của mình ấy, so sánh với quá khứ của mình ấy, và ngày hôm nay mình tốt hơn là mình đã thành công rồi. Con người ai cũng phải có sai lầm cả. Và khi mà chúng ta đàng hoàng, chúng ta nghiêm túc thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp được người nghiêm túc. Với sự quan sát của trí tuệ và khi chúng ta đọc rất là nhiều thông tin để biết được rằng cái cách thức lừa đảo thì rõ ràng chúng ta sẽ tìm được người tốt. Và khi người đàn ông về, chúng ta cũng không thể hiện là một người đàn ông vật chất, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ gõ cửa đến với các bạn. Mình tin chắc điều đấy. Mình đã từng thấy có những chị em ở Việt Nam đã dang dở hôn nhân nhá, có con nhá, rồi cái đời sống hôn nhân trước rất là bất hạnh, và thậm chí là ở Việt Nam còn không có, nghĩa là cái cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc cực kỳ khó khăn, nhưng mà họ đã mạnh dạn làm quen trên mạng và họ đã gặp những người đàn ông rất là tốt, bảo lãnh con họ lên sang bên Mỹ luôn. Như các bạn đã xem trên YouTube, các bạn cũng thấy sẽ rất nhiều trường hợp như vậy, rất là trường hợp người ta đăng về cuộc sống Mỹ. Mình biết là tại sao, vì người ta đăng, vì người ta mới sang, trong thời gian đầu người ta cũng khá rảnh, thì trong lúc đó người ta không rảnh, không biết làm gì, giống như mình bây giờ. Hồi đầu tiên mình không muốn làm YouTube, nhưng sau đó mình cảm thấy nó cũng là một cái thú vị, làm cái thú vị. Nhưng mình sẽ chọn một cách làm YouTube hoàn toàn khác những người khác, mỗi người có một cách làm. Giống như mình xem rất nhiều YouTube, nhưng có những trường hợp mình không thích, nhưng cái thuộc đó là sở thích của mình, vì là mình thấy, cảm thấy người ta nói dài dòng quá mình cũng không thích, hoặc là người nào vừa ăn vừa nói mình cũng không thích, nhưng cái đó là sở thích của mình thôi. Còn họ đăng lên vẫn có nhiều người xem, cho nên là cái việc đấy là sở thích của mỗi người. Thì các bạn xem trên đó, các bạn cũng sẽ thấy được rằng có những người phụ nữ đã tìm kiếm được hạnh phúc. Vậy thì mình thì sao? Mình vẫn có tìm kiếm được hạnh phúc chứ. Nhưng các bạn đừng ngại rằng cái chuyện là khi các bạn làm quen trên mạng, các bạn gặp một người lừa đảo, các bạn cảm thấy thất vọng liền. Không, cái chuyện mà chúng ta gặp lừa đảo là vì chúng ta không có kỹ năng sàng lọc thôi. Nhưng không có nghĩa là chúng ta gặp người thứ hai là lừa đảo tiếp. Đôi khi chúng ta cứ nên tin, có lòng tin vào cuộc đời. Có lòng tin vào cuộc đời chứ đừng quá nhiều nghi kỵ, để cho mọi thứ nó dễ dàng. Còn cái chuyện mà lừa đảo thì lừa đảo được cái gì đâu, vì mình đã biết trước, mình đã đọc trên mạng, mình đã biết thông tin rồi. Những cái gì mà liên quan tới tiền bạc hay là về tình dục, hay là người ta chưa chi người ta nói với chuyện với nhau trên mạng, thì các bạn cũng biết là thời buổi bây giờ nói chuyện qua video là bình thường rồi. Người ta thích mình sâu cho người ta xem những cái gì của phụ nữ, về người ta cũng khen ngợi mình thế này kia, thì thực ra là cái việc đấy các bạn sẽ biết được là những người đấy không tốt rồi. Thì không tốt thì mình không giao lưu thôi. Thực ra chị em phụ nữ có một cái bệnh như thế này mà dễ bị lừa là như thế này này. Thực ra sau này trên mạng vẫn đăng với những trường hợp là bị lừa, là người ta gửi quà về xong bắt đầu phải đóng một số tiền lớn để nhận quà ấy. Vì nó đánh vào cái tâm lý phụ nữ là như thế này này. Có những người phụ nữ họ chưa tìm được một người đàn ông yêu thương họ.
họ chưa nhận được một sự ái mộ của một người đàn ông nào, và cũng chưa một người đàn ông nào họ đối tốt với họ. Cho nên khi một người đàn ông Tây họ thể hiện sự ga lăng, sáng good morning, tối good night, và nói lúc nào cũng khen ngợi bạn là một người phụ nữ xinh đẹp, tự dưng con người ta sống trong cái ảo vọng đó và người ta dễ dàng bị lừa. Đúng, chúng ta vẫn để cảm xúc hạnh phúc trong những cái lời khen tặng đó, nhưng chúng ta đồng thời sẽ có cái lý trí kiểm soát lại, và chúng ta quan sát bằng trí não thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp được người tốt. Các bạn tin đi, như mình đây, mình là một người nói tiếng Anh rất kém, mình chỉ có thể đọc tiếng Anh, thực ra tiếng Anh mình rất kém nha các bạn, mà mình vẫn làm quen được và mình đi Mỹ được với một anh, cái anh chồng của mình là nói tiếng Anh, anh không nói tiếng Việt nhá. Đó, thì nếu các bạn có tiếng Anh tốt thì chắc chắn là một cái thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Nhưng ngược lại không có thì các bạn phải đi học. Và nếu như các bạn không nói được thì ít ra các bạn phải chat được. Chat được thì có nhiều người ta vẫn cũng chấp nhận chuyện đấy. Người ta chấp nhận chuyện đấy và người ta làm quen với các bạn. Cho nên cái chuyện người ta vẫn cứ làm quen với nhau, rồi người ta vẫn gặp nhau, rồi vẫn tiến triển tốt hơn. Nhưng có điều là mình sẽ bị hạn hẹp cái đối tượng của mình lại. Cho nên các bạn nên cố gắng học tiếng Anh. Vì học tiếng Anh không thiệt gì đâu mà sợ. Các bạn không làm quen trên mạng thì các bạn cũng tốt hơn cho công việc của các bạn. Cho nên là mình rất mong chị em phụ nữ hãy mạnh dạn tìm kiếm một cơ hội để đổi đời. Như chẳng hạn như khi mình đến được Mỹ. Khi đến được Mỹ thì các bạn sẽ hiểu được rằng một đất nước văn minh là như thế nào. Một cuộc sống rất là nhiều ưu đãi cho phụ nữ. Các bạn được là chính mình. Các bạn không sợ định kiến của xã hội. Và nếu như các bạn có con thì con các bạn sẽ hưởng thụ nền văn minh này. Thì cái đấy, cái hy sinh này của các bạn nó rất đáng, và cái sự cố gắng của các bạn hoàn toàn xứng đáng. Cho nên mình thấy bất cứ sự thành công nào có bóng dáng của lao động, là bây giờ chúng ta muốn tìm một người tốt trên mạng thì chúng ta cũng phải đầu tư. Phải đầu tư, chứ không thể là chúng ta không làm gì cả. Thì chúng ta phải trang bị cho mình những kiến thức về lừa đảo trên mạng, rồi chúng ta cũng phải biết được chúng ta sẽ gặp muốn một người như thế nào, và chúng ta cũng phải chuẩn bị tiếng vốn liên tiếng Anh để chúng ta nói chuyện. Thì mình thì đương nhiên cũng có một số bạn làm quen được với Việt Kiều. Thực ra mình thì mình không khoeo khoang Việt Kiều lắm. Có thể là Việt Kiều thì họ cũng vẫn là người Việt. Mình thì không hiểu tại sao mình không mặn mà lắm. Thì cái đấy là sở thích của mình. Còn các bạn gặp được phải Việt Kiều thì các bạn cứ thoải mái thôi, không cần phải học tiếng Anh, không sao cả. Các bạn nghe nhạc đi, mình đang mở cái nhạc nền của nhạc Trịnh. Mình rất là thích tiếng đánh guitar. Thì hôm nay mình thấy mình cũng đã chia sẻ được là 13 phút rồi. Thì hy vọng là những cái thông tin cũng ba xàm thôi, nhưng mà hy vọng sẽ cũng truyền lửa cho một số bạn đang tìm kiếm cái cơ hội đến Mỹ. Các bạn cứ mạnh dạn làm nhé. Và mình chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Bye bye.